bất ngờ Khánh Vân được dự đoán giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Khánh Vân và các đại diện nhan sắc tới từ các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khắp thế giới đã bước vào hành trình chính thức của Miss Universe tại Mỹ. Sau ngày ra mắt đầu tiên ở nhà chung, nhiều chuyên gia sắc đẹp đã đưa ra bảng dự đoán vị trí của các người đẹp. Đáng chú ý trong số đó có Sauce Factor đánh giá Nguyễn Trần Khánh Vân rất cao. Chuyên trang sắc đẹp uy tín của Philippines cho rằng Khánh Vân sẽ là mỹ nhân sở hữu vương miện hoa hậu. Sauce Factor gọi Khánh Vân là cô nàng lọ lem của cuộc thi năm nay, khen ngợi cách hành xử của Khánh Vân khi chụp hình với người khuyết tật. Bên cạnh đó, dự án giải cứu trẻ em bị xâm hại tình dục OBV của Khánh Vân cũng được đánh giá rất cao. Dù chỉ là kết quả dự đoán của một chuyên trang sắc đẹp, nhưng có thể thấy Khánh Vân được bạn bè quốc tế đánh giá khá cao trong lần chinh chiến này. Bên cạnh Sauce Factor, một số chuyên trang khác cũng đưa đại diện Việt Nam vào top 21 ứng viên nặng ký cho những ngôi vị cao trong cuộc thi năm nay, như Miss Sociology, Crowd Talk, International Poll. Đây là những dấu hiệu đáng mừng cho thấy Khánh Vân có khả năng sẽ đi sâu tại đấu trường nhan sắc này. Tính đến thời điểm hiện tại, Hohenie đang là đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất tại Miss Universe khi lọt vào top 5 chung cuộc. Fan sắc đẹp đang rất kỳ vọng Khánh Vân sẽ phá vỡ thành tích này, mang về vinh quang và nâng hạng Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới.